Trời ơi Saiyan ơi, con Jin yếu nhất à. Đó. Mẹ mày tán nó hai cái lại chết rồi. Chí nó đi. Bữa nào làm content rủ refund giao lưu UFC hay lỡ lờ đi mất. Hồi lâu mới có hỏi anh Ốc. Mới có hỏi anh Ốc là anh Ốc ơi, rủ mấy anh em bên refund giao lưu CSGO được không? Tại thấy mấy anh em bên đó cũng bắn CSGO lâu lắm rồi, 4-5 tháng gì rồi. Nhưng anh Ốc anh kêu là thôi em ơi, giao lưu mất công là mình gây phiền phức cho anh em bên refund gây quơ hay là cái gì, fan nó vô gây quơ thì nọ ảnh hưởng anh em bên đó, em mới thấy cũng hợp lý nên là không có rủ. Ví dụ như anh Độ anh cũng lớn, mình rủ nhiều anh từ chối hoài thì cũng kỳ đúng không? Nghe anh Ốc nói hợp lý, mới hỏi anh Ốc trước. Nóc nói vậy nấy hợp lý nên thôi. Tính ra CSGO chơi cũng vui ấy chứ. CSGO bắn giao lưu đồ cũng vui. Nó cũng chiến thuật. Bây giờ tôi kiếm cái game gì đó anh em tụi mình có thể chơi chung và cày cuốc chung là đẹp. Tại vì cái game cày cuốc nó sẽ luôn lâu dài. Chứ những cái game giết nhau thì lạ. Chơi nó ngắn hạn, game cày cuốc rồi mình ban hội mình đấu với nhau đồ đó, nó sẽ tạo nên một cái gọi là một cái cộng đồng ok. Dù là đôi lúc nó sẽ cãi lộn, nó to xích tí nhưng mà nó sẽ ok. Game nhẹ nhẹ thôi, những cái game mà cho mấy anh em sinh viên người ta chơi được nữa. Tại người ta không có máy tính. Tôi thấy võ lâm là hợp lý nhất. Xong rồi các bạn trẻ mà từ xưa tới giờ chưa chơi vào chơi sẽ biết được là thời xưa ông cha của chúng ta đã từng chinh chiến trong cái game võ lâm đấy như thế nào. Có một cái gia đình kia chơi võ lâm 3 đời. Từ cái đời thằng 2 đời thôi, võ lâm mà nó 3 đời hơi quá. Thằng cha chơi xong thằng con lớn lên, thằng cha đưa cái ạc nó lại cho thằng con chơi. Mẹ sợ chưa? Game thì nó có một cái vấn đề của anh em là mấy game mà nặng quá anh em chơi không nổi với lại phải tốn tiền mua. Game nào mà free cày cuốc anh em sẽ thích, dễ chơi hơn. Đang nghiên cứu, cũng chưa biết nữa. Mở hay không hứa. Anh ở đợt anh cắt ở trên đường Điện Biên Phủ á. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ chắc anh sẽ không quay lại chỗ đó anh cắt, anh đang tìm một chỗ. Anh chuẩn bị đi cắt, phải cắt kính mới rồi nè. Cái gọng này là chuẩn bị dục rồi nè. Cái gọng bây giờ mấy ông thấy tôi đeo nó bị lọt á. Gọng này là chuẩn bị thay rồi nè. Rớt nhiều quá nó bị hư. Nó bị gãy. Này tụi bay làm như là trận đấu tôi muốn thắng là tụi bay thắng, nhưng tụi bay bán. Tao đánh win trận này hộ với coi. Win trận này hộ tao với coi. Nó nỉ mày luôn á. Win hộ tao cái. Ok. Ủa mà sao thằng anh cười cho này, nó đánh xuống không độ dữ người ta. Thằng anh cười mà không biết hồi đợt đánh chiến lắm. Hay là thằng em khóc mới là cái thằng chiến ta. Tụi nó là một cặp. Một thằng là anh cười, một thằng là em khóc. Hai thằng nó hay đua với nhau. Hai bùa lộm đéo nó nhiều. Ừ sao ăn cũng ngon, sao ăn ngon hơn tôi ăn. Đó Jin, chỗ này mày win hộ tao một cái, chỗ này win hộ, win hộ vô bếp à. Tình chạm mắt như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Chạy à. Mày đỡ đi. Mày đỡ đi. Mày lấy mỡ ra mà đỡ. Jin ơi. Jinit ơi. Jinit còn gì để nói không vậy? Alo. Chấp con xe luôn. Chấp Jinit con xe luôn. Cưng đã về. Cưng đã về. Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mát. Xuân đã về trên cánh đồng. Ôi ôi găng luôn, cày thế nhờ. Ông cao tiếng ông chỉ tao bóc lá bài này. Lũng tiền. Ê ăn dùm. Ăn hết luôn, đừng có chừa gì đó, hết luôn, xe luôn. Ok. Ăn lẹ, ăn nhanh, ăn vội. Hợp lý. Được rồi. Ăn luôn. Ôi tốt bụng quá. Thường thế nhờ. Đồng đội, đồng đội. Quý hà. Chết luôn, sao mà sống được. Quá nhanh và quá nguy hiểm.
không thi mà tao vẫn ghi điểm. Mặt trời bao lá bao xinh tươi, bao cô gái đẹp người trông xinh như hoa. Anh đánh hay quá. Mày nói cái tên giùm tao một cái. Làm ơn. Anh xin em luôn á. Đừng có dạy hư mấy thằng nhỏ. Mình để mấy cái này mình không nhắc nhở anh em sẽ cổ xí cho mấy đứa nhỏ, xong rồi mấy mốt tụi nó vào kiểu tụi nó sẽ chửi tôi như con chó vậy á. Có một vài người bị rồi. Sena đó chứ đâu. Mẹ nguyên kênh trách con Sena bây giờ chửi đầu cha nó chửi xuống không. Biết nó quen, giờ Sena đâu nói gì được. Tại quen rồi. Quý hà. Chết luôn. Má không chết trời. Báo đời báo đốm luôn rồi. Quý hà. Chết luôn. Trời ơi. Chói 2 chói 8 luôn. Hút tụi nó. Đụng kia luôn không. Xì lố lại. Gì chứ cái game này mà phế được thằng AD vẫn là tối ưu nhất. Ờ đứng gờ kìa. Di chuyển. Đụng cái đầu mày liền. Mặt trời bao la tươi, bao cô gái đẹp tươi trong xinh như hoa. Nhìn yếu quá. Nhìn chơi game như người ta á. Nhìn đòi bán. Bán gì vậy hả? Bán cái gì? Nói nghe coi. Hả? Dubai đòi mua bán cái gì ở đây? Bạn có giấy phép đăng ký kinh doanh chưa? Đòi bán. Ờ chơi game như gì á. Đòi bán buôn ở đây 100k nữa chứ. Lụm cái đầu mày liền như bán buôn của tao. Im mồm luôn, im ghe luôn. Im mà đéo nói được cái gì luôn. Khi bạn đánh hay, bạn có quyền lên tiếng. Ví dụ như Levi nó chửi tôi, nhưng tôi im, bình thường. Thì con Jin với tôi cũng vậy. Ghét rồi mấy thằng trẻ nó vào game nó tưởng anh bảy vậy nha. Gặp anh bảy đòi bán không à. Ý tụi nó là mẹ, em thích thắng anh bảy là em thắng. Mấy thằng sổ nhiều thường là mấy thằng ngu mà anh bảy. Đúng luôn, trợn luôn. Anh có quen một vài người như vậy. Đóng băng mày lại. Không có chạy đâu hết á. Đứng yên ở đó cho tao. Lụm tiền mày lên. Trep bật kèo. Trep bật kèo. Bình. Xin 1604. Đi. Xin im ra. Không mà tội nghiệp. Giỡn nó nha. Nó giờ giỡn nó nha xin. Đừng có thù oán với bảy núi nha xin. Nhưng mà xin đánh như thiệt. Mà xin nói nhiều. Xin nói ít lại giùm bảy núi cái. Xin xin á. Một lần thôi. Lụm tàn. Ơ kìa. Vậy thôi. Má pha đó con bạc mà rồi tụi kia thì ngon quá. Còn tele nữa. Để tele ra. Trời dư. Mình nuôi nãy nè. Đó, anh Tôn hay dứt nè. Quyên hay dứt nè. Lụm tiền nè. Lucian bắn hết nè. À phải là như thế. Ồ, 18 sách luôn. À. Tạo liền, thấy không? Chỉ chảy liền, sao? Đỡ luôn. Đủ đéo cho đụng vô đồng đội tao mày. Đồng hồ. Tóc biến qua bên kia tường. Sao? Sợ tụi bay quá. Rồi giết tao đi. Rồi yếu. Khai giết yếu. Giết yếu. Ba thằng chi đuổi có bảy núi chi đuổi không xong. Cái thế này em không minh ông chị. Ông không minh ông chị. Không có cào gì hết trơn á. Đi chỗ khác. Đây không ai chơi game mẹ đó. Ơ kìa. Auto attack à. Sao? Sao? Mày đông nhờ. Tụi mày to nhờ. Trời giá thiên thần tiêu luôn. Bật cái thông thạo lên nướng. Sao? Ở Genis mày to nhờ. Chết mẹ mày luôn. Lụm cái trụ của nó. End game luôn. Cái thế này thế end game. Thế này end luôn.
Thế này là cái thế chẻ che. Thế như phá chút. Vô. Má cái đó hơi căng á. Tính sai cái đó rồi đó. Nhưng mà vẫn giết con Gagash luôn. Rồi, sao? Let's go. Winner. Woohoo. Nhảy ra đây, nhảy ra đây, nhảy ra đây, nhảy ra đây. Ơi kìa. Ừ. Trời ơi Saiyan ơi, con gì níu nhớt à. Đó. Mày mày tán nó hai cái là chết rồi. Dí nó đi. Ui ông lồn Saiyan này ông nhát gì chứ. Mẹ mày dí nó đi. Nó bắn có chết được mày đâu. Trời ơi đồ vậy mà nó sợ con Jin vậy nè. Con Jin nó bây giờ con Saiyan bỏ cái búa xuống quýnh Jin chết. Ờ mà thấy sau cái pha vừa rồi thì thằng Hinh này nó không xứng đáng nhận cái phần thưởng loạn chiến hôm bữa rồi anh em ơi. Anh em vote đi anh em. Anh em nào mà cảm thấy Hinh không xứng đáng nhận cho phía 1 vote không trao thưởng cho nó nữa. Jin im ghê luôn, Jin nãy giờ không nói một câu luôn. Jin im luôn, không nói một câu nào luôn anh em à. Jin mới vô, Jin đòi bán cái game này 100k cho anh Bảy Núi. Xong anh Jin, anh Bảy Núi kêu là Jin đánh hộ cái. Jin đánh như con cặc, Jin im ré luôn. Jin im ré luôn. Jin im ré luôn, không nói được một câu nào luôn. Rồi anh em kênh mới sướng nha. Giờ này mà vẫn còn được coi Liên Minh đỉnh cao nha. Ờ, bị sướng đó nha.